Bên cạnh các phương pháp câu view thông thường như xây dựng cốt truyện bánh cuốn, thiết kế trang phục cool ngầu hay là tài trợ cho các chiến binh nhiều con hàng vừa mạnh vừa đẹp, công ty Toei còn có một tuyệt chiêu khác cũng hiệu quả không kém, đó chính là gây thương nhớ cho fan Tokusatsu bằng liều thuốc sắc đẹp thông qua việc tuyển hàng loạt nữ diễn viên xinh đẹp đi làm siêu nhân. Và đó là những cô nàng nào? Hãy cùng tôi tìm hiểu thông qua video Top 10 siêu nhân nữ đẹp nhất tính từ thời Gao trở về sau xét theo gu cá nhân của Messine nhé. Xin lưu ý, vì video xếp theo thứ tự từ thấp đến cao nên mấy bro hãy xem đến cuối để biết ai đẹp nhất nhá. À, ngoài ra thì các ông cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh để boost thêm sức mạnh cho tôi tung ra nhiều content hay hơn nữa nhá. Bấm xong rồi thì vào video thôi. Let's go! Hạng 10, siêu nhân vàng của chiến đội hải tặc Gokaiger. Gokaiger Low, tên thật là Luca Miufi, một cô nàng tướng cướp với tính tình mạnh mẽ, nóng tính, đụng là trụng và là thành viên nữ đầu tiên gia nhập chiến đội siêu nhân hải tặc Gokaigers. Cô được thuyền trưởng Marvelous tìm thấy và tuyển vào team khi đang ăn trộm nhiên liệu của phe phản diện Zhang Yak. Do xuất thân trong một gia đình nghèo khó, cha mẹ mất sớm, không đủ tiền để mua thức ăn, san sẻ cho đám trẻ cơ nhỡ. Nên sau này, Luca luôn tâm niệm là phải có thật nhiều tiền để đem lại hạnh phúc cho bản thân và những người xung quanh. Chính sự coi trọng vật chất ấy đã khiến cho hình ảnh của cô trong mắt mọi người có phần tham lam, thực dụng, giống với Nami trong One Piece. Thế nhưng ẩn sâu trong cô là một trái tim giàu lòng nhân ái và luôn biết giới hạn của mình. Giới hạn của Luca chính là tình đồng đội, những người mà cô không bao giờ bán đứng họ dù cái giá có đắt đến mức nào. Bên cạnh đó, vì quá khứ đau thương từng mất đi người em gái, nên Luca rất yêu thương Ahim và luôn coi cô ấy như em mình. Xét về ngoại hình, Luca sở hữu một nét đẹp mạnh mẽ, xương gió, bụi đời đúng kiểu hải tặc với mái tóc nâu ngắn vừa phải, áo khoác và giày bốt cao gót. Ngoài ra, cô còn sở hữu vóc dáng khá là cân đối. Bằng chứng là dù nữ diễn viên Ichimichi Mao chỉ cao có 1m58 nhưng mà khi lên màn ảnh, ta vẫn cảm giác chân của cô tương đối dài. Hạng 9, siêu nhân hồng của chiến đội thần kiếm Shinkenger. Shinkenping, tên thật là Shiraishi Mako, một người được xây dựng với vai trò trị đại của cả team. Cô kế thừa vai trò trở thành một chiến binh Shinkenger từ mẹ và bà ngoại. Từ bé mà cô đã sống trong cảnh thiếu thốn tình thương của cả cha và mẹ, do cha phải đưa mẹ cô đi chữa trị sau trận chiến với Gerosu, để lại cô cho bà ngoại chăm sóc, với hy vọng sau này mà cô sẽ trở thành một samurai như những người thân của mình. Có lẽ chính sự thiếu vắng của cha mẹ đã làm nên một Mako kiên cường, mạnh mẽ nhưng cũng rất dịu dàng, ân cần, biết quan tâm đến người khác, đặc biệt là thiếu chủ Takeru và tiểu muội Kotoha. Vì từng là cô giáo dạy mầm non nên Mako thường xuyên đưa ra những lời động viên, khuyên nhủ cho đồng đội mỗi khi họ cảm thấy bất ổn, giống như cách cô an ủi những đứa trẻ vậy. Niềm đam mê lớn nhất của Mako là làm vợ, do đó cô rất chăm chỉ vào bếp. Thậm chí Mako còn đầu tư một cây dao cực xịn mang tên Shinkenmaru để cắt bí. Cộng thêm với ngoại hình thon thả, cao ráo cùng nụ cười lung linh tỏa nắng, khán giả sẽ dễ dàng bị vẻ đẹp của nữ chiến binh hồng hớp hồn trong phút chốc. Nhưng điều đáng tiếc là cô thì ngon, còn đồ cô nấu thì không. Bằng chứng là ngoài Kotoha ra thì chẳng có ai ăn được đồ do Mako nấu. Chẳng những thế, nó còn khiến cho thiếu chủ bị bất tỉnh nhân sự sau một lần ăn chúng. Hạng 8, siêu nhân hồng của chiến đội cảnh sát Pathchanger. Pathchan Sango, tên thật là Miojin Tsukasa. Cô là thành viên nữ duy nhất của team cảnh sát trong tác phẩm Chiến đội siêu trộm đối đầu chiến đội cảnh sát ra mắt năm 2018 và cũng là một thành viên không thể thiếu trong team bởi hai người đồng đội Sakuya và Keichiro có nét tính cách quá trái ngược nhau. Do đó họ cần có Tsukasa là một sợi dây liên kết để giúp cả team được mạnh hơn. Mang trong mình tâm hồn mạnh mẽ, bất chấp hiểm nguy để đối đầu với kẻ xấu. Nên dù là trong hoàn cảnh nào thì ta cũng đều thấy Tsukasa rất bình tĩnh, luôn quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ cho đến cùng. Dù bề ngoài trông nghiêm túc và chín chắn là thế, nhưng ở một khía cạnh khác, chiến binh hồng cũng dịu dàng, đằm thắm không kém gì các Senshi khác. Tuy có gương mặt đáng yêu như búp bê, nhưng bằng kỹ năng diễn xuất ổn áp của mình, nữ diễn viên Okuyama Kazusa đã thể hiện rất thành công hình ảnh một nàng cảnh sát xinh đẹp, rắn giỏi nhưng đầy quyến rũ. Hạng 7, siêu nhân xanh của chiến đội nhẫn phong Hurricaneer. Hurricane Blue, tên thật là Nanami Nono. Giống với Gao Trắng, Thủy Nhẫn cũng là thành viên nữ duy nhất trong team. Dù là nữ, nhưng cô lại không hề yếu đuối một chút nào. Khi chiến đấu, cô cũng rất mạnh mẽ, kiên cường, không kém gì các chiến binh nam còn lại. Còn với ngày thường, Nanami có tính cách vui vẻ, sôi nổi, hay quan tâm và giúp đỡ người khác. Chính vì điều này đã khiến cho nhất giáo đầu Furabijo cơ hội lợi dụng cô trong tập 30.
Ước mơ lớn nhất của Nanami là trở thành idol giới trẻ. Nhưng vì còn phải chạy deadline đánh nhau với Jakanza hàng tuần nên cô cũng là một chuyên gia trong việc bùng show. Sau trận chiến với Jakanza, cô đã cùng Isu đến Tây Ban Nha để làm việc trong movie Abaranger vs. Hurricaneer. Sang đến movie Hurricaneer 10 Years After, Nanami đã được cho thấy là đã trở thành một ngôi sao sáng của ngành giải trí Nhật Bản, đúng với ước mơ của mình. Với nét tính cách dễ thương, nụ cười tươi tắn gây thương nhớ cùng đôi mắt cười tràn đầy năng lượng, Nanami quả thực rất hợp với hình tượng của một idol giới trẻ. Hạng 6, siêu nhân trắng của chiến đội bách thú Garanger. Gao White tên thật là Taiga Sae, cô là thành viên nữ duy nhất và cũng là người đại diện cho hào quang cọp trắng. Tuy là con nhà võ, có cuộc sống khá là nề nếp và nghiêm khắc, nhưng Sae lại sở hữu nét tính cách rất đáng yêu, hồn nhiên, luôn bên cạnh động viên đồng đội khi họ thấy chán nản hay tuyệt vọng. Bên cạnh đó, Gao Trắng cũng là người rất tự lập, kiên cường khi một mình đến Tokyo học tập trước khi được Gao Cọp Trắng chọn làm siêu nhân và thành công chứng minh cho cha mình thấy rằng cô đã có thể tự làm chủ cuộc đời mình. Tuy nhân vật được xây dựng khá là mờ nhạt so với các thành viên nam, nhưng mà Gao Trắng vẫn đủ sức ghi điểm với khán giả bằng nhan sắc, trong trẻo, thanh thuần và ngây thơ như một thiên thần. Hạng 5, siêu nhân vàng của chiến đội cơ động Go-Onger. Go-Ongerlo, tên thật là Rojama Saki. Cô từng là nhân viên làm việc tại đường đua trước khi trở thành một chiến binh siêu nhân. Ước mơ của cô là mở một tiệm bánh ngọt. Về tính cách, Saki là một cô gái vui vẻ, hoạt bát và thường sống với thái độ rất tích cực. Nhờ sở hữu gương mặt xinh xắn, trẻ trung cùng nụ cười ngọt ngào, siêu nhân vàng của chiến đội cơ động đã dễ dàng đốn tim rất nhiều anh fan nam yêu thích siêu nhân. Không những thế, hình ảnh baby girl hách tuổi của Aizawa Rina, aka diễn viên đóng vai Go On Yellow vào năm 2014, còn bị một hãng xe ô tô ở Trung Quốc dùng làm chiêu câu khách khi giới thiệu cô là một người mẫu 11 tuổi tên là Tong Yanju, có thân hình bốc lửa như thiếu nữ dù lúc đó cô đã hơn 20 tuổi. Hạng 4, siêu nhân xanh của chiến đội vũ trụ Kyuranger, Chameleon Green, tên thật là Hamie, hay còn được gọi là Hami trong tiếng Việt. Cô là nữ chiến binh Sentai chính thức đầu tiên sở hữu màu xanh lá. Hamie là một cô gái tò mò, hiếu động và có kỹ năng nhẫn thuật cực kỳ điêu luyện do có bản tính chăm chỉ cùng với sự huấn luyện kỹ càng bởi Ninja Master. Vì có tuổi đời còn trẻ nên Hamie nhiều lúc rất bốc đồng, nông nổi, tuy nhiên cô cũng là người sống rất tình cảm, thể hiện qua việc cô ấy sẵn sàng bất chấp tất cả để cứu sư phụ, người được cô xem như người mẹ thứ hai trong movie Uchu Sentai Kyuranger vs. Space Squad và dành sự mến mộ cho nhạc sĩ Hoshi Minato ở thời điểm ông ấy cực flop vì tìm thấy sự đồng cảm giữa hai người. Trái với vẻ ngoài tăng động, sôi nổi của hiện tại, khi còn nhỏ, Hamie lại là một người rụt rè, nhút nhát. Tuy nhiên sau sự kiện Jack Mather đến xâm lược ngôi làng của Hamie, nữ chiến binh này đã thay đổi tính cách của mình để trở nên hướng ngoại và thẳng thắn hơn. Vì thế khi hoạt động nhóm, Hamie rất hay la mắng Lucky mỗi khi anh ấy làm sai. Nhưng bên cạnh đó, có đôi lúc cũng cảm thấy khá ghen tị với siêu nhân đỏ vì nghĩ rằng trình độ như mình thì cũng không thể bằng trời độ như anh ấy. Dù được nhận xét là có diễn xuất hơi gượng nhưng với gương mặt dễ thương, tươi tắn, căng tràn đầy sức sống như trái cây miền Tây, siêu nhân xanh lá của chiến đội vũ trụ vẫn dư sức trở thành waifu của nhiều anh em trong hội Tokusatsu. Hạng 3, siêu nhân vàng của chiến đội đặc cảnh Dika Ranger. Dika Yellow tên thật là Marika Raymond, còn Jasmine là mật danh của cô khi làm cảnh sát. Jasmine là một nhà ngoại cảm điềm tĩnh, nói ít làm nhiều. Trong quá trình điều tra, cô đã hỗ trợ Dika Ranger phá án rất nhiều nhờ khả năng của mình. Bằng cách chạm vào một đồ vật bất kỳ, Jasmine có thể đọc được suy nghĩ và hành vi của người đã từng chạm vào chúng. Tuy nhiên vì không kiểm soát được khả năng ngoại cảm nên chiến binh vàng đã trải qua một thời niên thiếu tối tăm khi bị tất cả mọi người xa lánh do bản thân cô quá khác biệt với họ. Thậm chí Jasmine còn từng có ý định tự tử. May mà chỉ huy Doggy đã kịp thời cứu cô, trao cho cô niềm tin vào cuộc sống và giúp cô hiểu ra ý nghĩa của sức mạnh mà mình đang sở hữu. Từ đó Jasmine luôn đeo găng tay để kiểm soát khả năng ngoại cảm và chỉ tháo ra khi cần phục vụ điều tra. Có lẽ tuổi thơ bất hạnh đã khiến cho Jasmine khi lớn lên có xu hướng sống khép mình với những người xung quanh. Nhưng bù lại, Jasmine cũng là một cô gái rất tinh tế, biết quan tâm và chia sẻ. Với tôi, vẻ đẹp của Jasmine không chỉ đến từ ngoại hình mà còn nhờ vào thần thái điềm tĩnh, trầm lặng nhưng toát lên sự ấm áp, gần gũi. Hạng 2, siêu nhân hồng của chiến đội ma tiến Kira Major. Kira Mai Pink là tên thật của Oharu Seyo. Cô là một bác sĩ phẫu thuật tài năng, giỏi Aikido và là một người đóng vai trò chữa lành cho team siêu nhân PNG. Trước khi đến với tác phẩm truyền hình Machine Sentai Kira Major, nữ diễn viên Kudo Mio từng thủ vai em gái của Kamen Rider Spectre trong TV series Kamen Rider Ghost. Kể từ lúc đó, cô đã được mệnh danh là em gái quốc dân, trở thành nữ thần trong mộng của rất nhiều fan hâm mộ Tosukatsu.
nhờ vào vẻ ngoài ngây thơ, siêu cấp ngoan hiền. Nhờ sở hữu chiều cao tương đối nổi bật cùng vóc dáng cân đối, diễn viên thủ vai chiến binh Hồng là Mio đã dễ dàng thể hiện thế mạnh ngoại hình chuẩn không cần chỉnh của mình trên màn ảnh. Ngoài ra, tôi còn đánh giá nét đẹp thanh lịch, nhẹ nhàng, toát lên vẻ tri thức của cô, thật sự rất hợp với vai bác sĩ. Hạng 1, siêu nhân bạc của chiến đội cơ động Go Onger. Go On Silver tên thật là Sotumil. Cô là nữ chiến binh thứ 6 đầu tiên trong lịch sử và là em ruột của Go On Gold. Trái với một Hiroto lạnh lùng, khó ưa hay buông những lời cay nghiệt, Miu lại có vẻ thân thiện và dễ chịu hơn, dù cách nhìn nhận của cô ban đầu với chiến đội Go Onger cũng không khác gì anh trai mình cho mấy. Đó là đều cho rằng Go Onger là những tay gà mờ trong công cuộc chạy KPI diệt quái. Được sinh ra trong gia đình giàu có từ nhỏ, khi lớn lên, Miu có phần nào đó hơi ra vẻ, thích áp đặt. Do đó, khi thấy cuộc sống của 5 người team Go Onger quá thiếu thốn, Miu đã chủ động tìm đến họ, dắt họ đi ăn uống và mua sắm, với mục đích thay đổi những điều làm cô ấy chướng tai gai mắt. Chính Hiroto cũng phải thừa nhận rằng đây là một tật xấu của em gái mình. Tuy nhiên, cũng nhờ hợp tác với nhóm Sosuke, Miu về sau đã chịu khó thay đổi tính tình, trở nên biết suy nghĩ và quan tâm đến người khác nhiều hơn. Về nhan sắc, Miu sở hữu một thân hình nuột nà, thần thái sang chảnh cùng gương mặt xinh xắn với đôi mắt to tròn, trông cực kỳ có phong thái của một nữ siêu nhân có xuất thân là con nhà tài phiệt. Và đó là top 10 nữ siêu nhân đẹp nhất của Super Sentai tính từ thời Gao trở về sau của Messine. Còn top 10 của các bro thì sao? Hãy bình luận phía dưới cho Messine tôi biết nhé. Còn bây giờ thì bye bye!